Kính thưa lão pháp sư, người niệm Phật có Phật, Bồ Tát, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Vì sao lúc lâm chung còn bị oan gia trái chủ làm chướng ngại việc giảng sanh? Người niệm Phật thì có người có công phu đắc lực và không đắc lực. Nếu công phu thật sự thành phiến thì người niệm Phật này có công phu đắc lực. Đến khi lâm chung, oan gia trái chủ sẽ không làm chướng ngại họ. Nếu công phu của bạn chưa đạt, nói cách khác là bạn không giảng sanh được, oan gia trái chủ sẽ đến đòi nợ. Thiếu mạng thì đòi nợ mạng, thiếu tiền thì đòi nợ tiền. Tóm lại là bạn trung không thoát được. Những việc này là thật, không phải giả. Nếu thật sự hiểu rõ những chân tướng sự thật này thì nhất định không được hại mạng chúng sanh. Ngàn vạn lần chớ cho rằng động vật nhỏ không đáng gì. Bạn sát hại muỗi, kiến thì đến khi bạn lâm chung, chúng sẽ đến đoài mạng. Chúng cũng là một sinh mạng. Tiền tài bất nghĩa, sau khi bạn chiếm được thì bạn vẫn phải hoàn trả. Ngạn ngữ nói rằng, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, đời đời kiếp kiếp, nhân quả ba đời. Đến thế gian này để làm gì? Thật sự mà nói là đòi nợ trả nợ mà đến. Nếu một người mà nợ nần đã sạch, không còn thiếu nợ người nữa, không thiếu nợ mạng, cũng không thiếu nợ tiền, thì oan gia trái chủ gì cũng chẳng có. Cho nên oan gia trái chủ là do chính mình dời họ đến. Mình có công phu đắc lực thì oan gia trái chủ cũng hoan hỷ. Sự việc này cách đây vài năm, chúng ta đã tận mắt chứng kiến ở Singapore. Lão lâm trưởng Trần Quang Biệt của cư sĩ lâm Singapore giảng sanh. Một ngày trước khi giảng sanh, tôi đã quy y cho ông, truyền thọ tam quy ngũ giới cho ông. Ông biết trước ngày giờ ra đi. Lúc ông giảng sanh, các đồng tu ở cư sĩ lâm, các vị xuất gia ở lớp bồi quấn, chúng tôi cứ bốn đồng học thì làm thành một tổ trợ niệm cho ông 24 giờ không gián đoạn. Mỗi nhóm bốn người lại đổi ca cho nhau, không để gián đoạn. Một ngày nọ, có một đồng học trợ niệm ở nhà của ông trở về, dẫn theo rất nhiều oan gia trái chủ của Trần lão cư sĩ. Người này dẫn theo rất nhiều quỷ đến cư sĩ lâm, nhập vào thân của một người. Cư sĩ lâm có niệm Phật đường, họ nhập vào người của một cô gái trong niệm Phật đường. Cô ấy cũng từng đến gặp tôi. Cô tên là Đỗ Mỹ Tuyền. Họ nhập vào thân cô. Lúc bị nhập thân thì cô bất tỉnh, miệng sùi bọt mép. Sau đó họ nói họ là oan gia trái chủ của Trần lão cư sĩ. Họ có rất nhiều người. Họ nói Trần lão cư sĩ rất giỏi, đã niệm Phật giảng sanh rồi. Chúng tôi rất tôn trọng ông ấy, cũng không gây phiền phức cho ông. Oan gia trái chủ đã nói là không gây phiền phức. Họ được thần hộ pháp của cư sĩ lâm cho phép vào. Họ đến đây với hai mục đích. Thứ nhất là cầu quy y. Lúc đó, đúng lúc tôi giảng kinh ở Hồng Kông, họ gọi điện đến nói với tôi việc này. Tôi nói các vị hãy mau quy y cho những quỷ thần oan gia trái chủ của Trần lão cư sĩ đi. Yêu cầu thứ hai là họ yêu cầu được nghe giảng kinh, nói rõ là nghe kinh Địa Tạng. Tôi nói lầu năm của chúng tôi là giảng đường, mỗi ngày có pháp sư giảng kinh. Họ nói ánh sáng của giảng đường quá lớn, quỷ chịu không nổi. Sau đó, chúng tôi đã sử dụng trai đường, nhà ăn. Ở bên trong đó có tivi phát kinh Địa Tạng. Họ đã hoan hỷ đồng ý. Cho nên chúng tôi ngày đêm đều không ngừng phát đĩa giảng. Phát trong vòng một tháng, họ đã nhận được lợi ích và đều đi cả rồi. Thế nên, nếu công phu của bạn thật sự đắc lực, thật sự niệm Phật giảng sanh, thì những oan gia trái chủ này cũng hoan hỷ. Bạn sanh đến thế giới cực lạc thì thành Phật rồi. Họ sẽ có quan hệ với Phật, tương lai cũng sẽ có duyên được độ. Nói chung là, có duyên với Phật nên họ không gây phiền phức. Bạn thấy đó, họ đến cầu quy y, cầu siêu độ, yêu cầu nghe giảng kinh, đây là việc tốt. Phàm những người lúc lâm chung còn có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm chướng ngại việc giảng sanh, thì trong lòng bạn hiểu rõ là
đời này họ không thể giảng sanh được. Chân thật giảng sanh thì oan gia trái chủ nhất định không dám đến cửa. Xác thật là có Phật Bồ Tát hộ niệm, có Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Nam mô A Di Đà Phật.
Hãy subscribe.